Mùa gì đã phật con là mùa gì đã phật con là mùa gì đã phật có lời chín hình sở để người phương chư phật người phương con lại phật thích cả màu đi con lại ngài văn thù sự lại bồ tát phổ hiền bồ tát con cung thỉnh lễ hoàng nghiêm tam thánh con cung thỉnh lễ ngài kiều trần như lễ ngài át nan tôn giả lễ ngài ca diết tôn giả lễ ngài đại hữu mục kiền liên tôn giả con cung thỉnh lễ tây phương tam thánh lễ đức phật a di đà lễ quán thế âm bồ tát lễ thế chỉ bồ tát con cung thỉnh lễ đông phương tam thánh lễ đức phật giáo sư nhật quang bồ tát nguyệt quang bồ tát đảnh địa tạng vương bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tát linh sơn hội thượng phật bồ tát con hồi ấn thiền lâm bát bộ hộ pháp kim cang tứ đại thiên vương ngài bì đà hộ pháp ngài tiêu diện đại sĩ đội ân chư tiên giáng ngự nơi đây lệnh vua trời đao lợi đâu xuất 33 vua cõi trời hộ pháp thường trụ tam bảo đội ân chư tiên thần thánh việt nam quốc đức thần linh thổ địa tác phủ thần quân sơn thần bản xứ thành hoàng bản thổ tam đa phúc độc thọ thanh long bạch hổ chú huyền vũ thần quân các vị chư tiên thần thánh Việt Nam quốc tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh già lam chân tể chú xứ nơi đây hộ pháp thường trụ tam bảo phật tử thanh tủng minh đức thành nguyện làm lành lãnh dữ nguyện hành bồ tát đạo nguyện phổ độ chúng sinh nguyện vãng sinh tây phương cực lạc quốc nguyện hồi hướng cho hương linh thất tổ kiều huyền bách gia trăm họ họ nguyễn khắc họ nguyễn văn họ nguyễn như họ nguyễn họ bùi họ phạm họ trương họ vũ họ hoàng họ chu họ trần họ cấn họ đặng họ doãn họ đoàn họ đinh họ lê họ hà họ cao họ kiều khổng họ đăng họ đỗ họ chử họ phùng họ phất họ thì họ triệu họ võ họ lưu bách gia trầm họ thiên chủ hậu chủ thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ a sa phạm phất nơi đây và các hoàng gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp tử hư không quá vãng phật tử thành tủng minh đức thành con nhất tâm chí tiết chí thành thành tâm xá môi áo no mà nê bá đa mê hôm a di Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Phật tử học Nguyễn con xin phép được ngày lành tháng tốt ngày một tháng tiền cầu ân tam bảo nên ông tự Phật đà hồi hướng cầu siêu hương linh siêu sinh tịnh độ tây phương cực lạc con Nam mô A Di Đà Phật con Nam mô A Di Đà Phật con xin phép bản đoàn duyên nhất tần hành qua phạm a di đà phật 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 tụng kinh đốt đèn tầm hương trước Phật đà ngũ phần dâng trọn đức Như Lai cầu xin ta nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài đốt đèn tầm hương cúng Phật đà lòng thành gửi gần chốn bao la cầu xin tam bảo thường gia hộ đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà đốt đèn tầm hương ở ta bà nhớ lời di huấn đức thích ca cầu xin bồ tát tùng địa xuất thần giúp cho người tụng pháp hòa nam mô hương cúng giảng bồ tát nam mô hương cúng giảng bồ tát nam mô hương cúng giảng bồ tát thần của ngài vô tận phước lành từ bi cứu khổ độ sanh chúng con đảnh lễ chi thành quy chí tâm đảnh lễ nam mô tận hư không
biến pháp rơi qua hiện vị lai tập phương sư Phật tôn pháp hiện tánh đẳng thường trụ tam bảo chi tần đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ hiệu ngự bổn sơ Thích Ca Mâu Ni Phật đường lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật đại trí phần thủ sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát chí tâm đảnh lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ hải bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật đại bi quán thế âm Bồ Tát đại thế chi Bồ Tát đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát thành tịnh đại hải trung Bồ Tát tán dương chi cảnh dương vừa phát rơi ba ngàn thần âm tan lộ hữu trần gian trời người trong sạch pháp rồi vỏ đỏ làm nên đá sen vàng nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát na ha tán nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát đà la ni của tâm đại bi vô ngại con xin quy phật pháp tăng tam bảo nguyện theo bồ tát quan âm vì ngài có đủ sức mạnh của tâm đại bi con xin quy với đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn vì ngài thần lực nên gọi là đấng toàn năng con xin trì tụng thần chú của ngài thần chú làm ra chúng sinh nhập an vui lợi ích thần chú rất là đủ thắng nhìn áp bà không thể tới gần thật là linh nghiệm vì nó có thể tiện hóa thế giới thành tử lần rồi hãy tìm thần chú từ sau cố xin đấng san ta hay đấng ba chi này đấng diệu ba tê san bậc sư tử vương bậc bồ tát khi đại sinh ngài hãy được nhận thân ngôn chỉ dùng thân ngôn làm cho thân ngôn linh nghiệm mà đấng ba tôi đang ơi đấng tôi đang xin ngài làm cho thần chú linh nghiệm đấng đại tự tại xin ngài phát huy sức mạnh thần thân tự tại xin ngài phát huy sức mạnh đại tự tại đấng cùng ngồi nhiễm đấng xa rời trần cấu đấng có thân mình không ngồi nhiễm hãy đến xin ngài xuất hiện đấng tự tại trong đời xin ngài trừ độc tam ăn trừ độc đồ xin làm mãi trừ sạch phiền não nhân đồ đấng sư tử vương xin ngài xuất hiện tiến lên hãy tiến lên đấng giác ngộ xin ngài làm cho chúng sinh giác ngộ em đấng có đầy đủ tâm từ chúng con muốn được tới ngài lại ngài xin ngài ban cho an vui hạnh phúc mọi giờ mong ước đều thành nguyện và thành tiền về nhất xin ban cho con tiền định an vui sức mạnh vô cùng đóng thành tiền vĩ đại người mặc sắc đen mình chẳng sao ở tay cầm ba sang tay cầm kim cang tay cầm bắc ba giác ngộ mọi người tay cầm tích trường trên đôi và cũng chiến thắng bên tả thì có manh ngũ bên những lại có sự tử sự lập xin ban cho con an vui hạnh phúc con xin quy và phát tăng tam bảo con xin quy bồ tát tăng năm ma tất cả mơ ước đều thành những tiền nhận là linh nghiệm thần chú thật linh nghiệm thần chú của đấng toàn năng thật là linh nghiệm nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát tiểu tài kết thượng thần chú người vân tư
kinh A Di Đà. Tôi nghe như vậy mà tưởng Phật ở thành xá vệ tịnh xá kỳ hoàn cùng với chư La Hán một ngàn 250 đặng thọ và nhiều người Hán tu học đại trí xá lợi phất thần tâm một kiến liên mật thành La Hầu La Đầu Đà Ca Thiết Tiên Nhãn Na Na Lợi Nhị Đàn Ca Thiên Thiên Độ Thánh Tu Bồ Đề Thiết Pháp Cú Đầu La Chỉ Vật Yêu Ba Ly Đa Văn Na Na Mười Đà Đề Tử Như Thế Cũng Đều Có Mặt Lại Văn Tu Sư Lợi Pháp Quân Tử A Giật Na Bồ Tát Tàn Na Na Đề Bồ Tát Thần Tinh Tấn Bồ Tát Cùng Nhiều Bồ Tát Tham Dự Pháp Bồ Vô Trời Đế Thiết Cùng Với Chư Thiên Cũng Đều Có Mặt. Bây giờ Thế Tôn Bảo Xá Lợi Phất từ đây ứng đến từng này cách mười mương nước quái vật có những sự vật có một thế giới tên là Cực Lạc Giáo Chủ cái này là vật Di Đà hiện đang thuyết pháp nhân dân ở đây không biết cổ nó chỉ hưởng hữu vô nên gọi Cực Lạc có những cực là dùng thứ bảy thứ bao kiến tạo hòa thần xây dựng lầu các gồm cả vàng bạc mã não san hô vách chân châu trang nghiêm hồ tắm đủ tắm công đức người vào hồ này sở cầu như ý biết trên bờ hồ có lầu các đẹp bên trong đồng hồ có đủ hoa sen xanh vàng đỏ trắng tỏa sáng hào quang và nhân lực hướng âm vàng mà tất cả mọi nơi này xá lợi phất ở nước vật thấy từ ngay nhà trời từ trên hư không cùng với hoa trời ngày đêm rơi sớm chúng sinh cõi này dừng nhặt hoa ấy dừng xuất dần tâm đi khắp mười phương cũng dần tam bảo tạo được thắng duyên cho người phát tâm làm mật trở về bổn đầu tạo được kinh ngành này xá lợi phất ở cõi cực lạc có nhiều loài chim do vật biến hóa như chim bạch anh võ xá lợi ca lăng thần già cầm mạng ngày đêm sáu thời dùng tướng vì diệu diễn xuất phát âm ngũ văn ngũ lực phát bồ đề thần lát tánh đạo hoàn nằm trong người dân phát tâm niệm phật niệm pháp niệm tăng này xá lợi phất ở nước phật ấy mỗi khi nhó nhẹ sau đặt hàng cây và mang ứng báo tả ra âm thanh vi diệu hơn cả nhạc trời làm cho người nghe ưa thích niệm phật niệm pháp niệm tăng này xá lợi phất ý âm nghĩ xa danh hiệu là a di đà vì nước phật ấy từng có ánh sáng chiếu khắp mười phương tiếp độ chúng sinh tâm bị chứng ngại nên gọi phật đã thọ mạng của phật và hàng thánh chúng vô lượng vô biên na tăng vì kiếp nên gọi phật a di đà này xá lợi phất phật a di đà từ khi thành đạo đến nay trải qua mười kiếp sau hoa thành văn mắt quả la hán và hàng bồ tát đầy đủ công đức vô lượng vô biên vương thể đến đến nếu có người nào sanh về cực lạc cũng được như thế vì cùng làm bạn với chư bồ tát này xá lợi phất không ngừng bất bất nhân duyên mà được vãng sinh cực lạc quốc độ chỉ có người nào khi nghe danh hiệu di đà sanh làm các nhân như nghĩ không quên tâm trí lắng nghe như vào thiền định bây giờ đức phật cùng hoàn thánh chúng vẫn còn tiếp độ vì được vãng sinh về cõi cực lạc này xá lợi hà đang nói công đức của phật di đà thì cũng đông quá a xúc về phật tu di đứng phật tạng tu di phật tu di quan phật dục âm phật thế nhiều như số các tầng hàng đều dùng tướng với dòng dài trùng cả tam thiên đại thiên thế giới nói lời chân thật khuyên bảo chúng sinh nên tin kinh này công đức không thể nghĩ bàn và được sự vật thế giới phần này có nhật nguyệt tăng minh vật danh văn quang vật đại diện kiên vật tu di đăng vật vô lượng tinh tấn vật sư vật nhiều như số các tầng hàng đều dùng tướng với dòng dài trùng cả tam thiên đại thiên thế giới nói lời chân thật thế nên tin kinh này công đức không thể nghĩ bàn và được sự vật vô lượng thế giới phần này có vô lượng tạo vật vô lượng tướng vật vô lượng thần vật đại quang mình đại quang vật đại minh nhật là bảo tướng vật tịnh quang vật sư vật như thế nhiều như số các sông hàng đều dùng tướng với dòng dài trùng bảo hiện thế giới nói lời chân thật khuyên bảo chúng sinh nên tin kinh này công đức công đẩy nghĩ bàn và đời sư vật hồ niệm thế giới phương pháp có tiền kiên vật tối thắng âm vật nan thở vật nhật xanh vật sư vật như thế nhiều như số các sông hàng đều dùng tướng với dòng dài trùng bảo tam thiên đại thiên thế giới nói lời chân thật khuyên bảo chúng sinh nên tin kinh này công đức nghĩ bàn và đời sư vật hồ niệm thế giới dòng giới có sư tử vật xanh văn vật đạt ba vật danh quang vật đạt ba vật phát tràng vật trì pháp vật sư vật như thế nhiều như số các sông hàng đều dùng tướng với dòng dài trùng cả hiện thế giới nói lời chân vật khuyên bảo chúng sinh nên tin kinh này công đức không thể nghĩ bàn và đời sư vật thế giới không trên có phạm văn vật thú vương vật hương vật vật hương quang vật đại diện kiên vật tạp sắc bảo hoa nhân vân vật ta la đạo vương vật bảo và đức vật kiến nhất thiết nghĩa vật như tu di dân vật sư vật như thế nhiều như số các sông hàng đều dùng tướng với dòng dài trùng cả tham thiên đại thiên thế giới nói lời chúng sinh nên tin kinh này công đức không thể nghĩ bàn và đời sư vật hộ niệm này xá lợi phất nếu có người nào nghe được kinh này và danh nhập và chỉ nhờ sư vật hộ niệm mau đến vô tận bồ đề vì thế các ông phải tin lời ta và mười phương vật tán tán công đức của kinh A Di Đà hành gì được thắng duyên thẳng tiến tới vô tận tánh thẳng tánh giác này xá lợi phất khi ta tán tán công đức của phật Di Đà thì phương vật thì mười phương vật cũng khen ngợi ta hai tay thiết ca ngài đã thành tựu vô tận bồ đề trong đời ngũ trực kiếp trực kiến trực phiền não trực chúng sinh nhập bạn trực mà vì phát thân tật và khai phương tiện diệu dắt chúng sinh ra khỏi nhà lửa tam giới thật là hy hữu thật nói kinh này xong ngài xá lợi phất cùng với chúng tỳ kheo tất cả trời a tu la đều rất năn nỉ kính tạo cùng hành phật thuyết kinh A Di Đà các hương linh nhi tủ tha mộc cảng vất nơi đây hương linh thất tổ kỳ huyền cách ra trăm họ họ nguyễn khắc họ nguyễn văn họ nguyễn như họ nguyễn đạo bùi họ ngạc họ trương họ vũ họ vàng họ chu họ trần họ cấn họ đạt họ giã họ giản họ đinh họ lê họ hà họ cao họ kiều cẩm họ tăng họ đỗ họ sử họ phùng họ phất họ ti họ triệu họ võ họ lưu bách gia trong họ hiến chủ họ thủ thật nhiều loại cô ngạc quý a sa phản vất nơi đây
và các hoàn gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, từ hư không quá vãng, nay Phật tử thanh tùng rồi, mình nhất thành nhất tâm chi tiết cái thành cùng các quý vị nhất tâm sám hối, lại quý cùng quý vị niệm Phật niệm hồng danh Đức Phật. Nam mô cầu sám hối từ phụ A Di Đà Phật Thế Tôn nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô cầu sám hối từ phụ A Di Đà Phật Thế Tôn nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô cầu sám hối từ phụ A Di Đà Phật Thế Tôn nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô cầu sám hối từ phụ A Di Đà Phật Thế Tôn nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc của các hạng sinh tịnh độ thần chỗ là mô la 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 Phật A Di Đà, Phật A Di Đà, thân kim sắc tiếp tốt quang minh tử sáng em năm tu duy hiển truyền bạch đạo bốn biển lớn trăm ngần mắc biết trăm hảo quang hóa vô số vật vô số bồ tát hiện ở trong bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh chín phẩm sen vàng lên giải pháp quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương tây thế giới an lành. Hôm nay xin phát nguyện phóng sinh cúi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dân đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quan Thế Âm Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Tam nhất tâm một lòng mỏi mệt không ngày cầu về cực hạt ngồi lại liên hoa xa lành vốn biệt gì là soi gào quang tịnh chói lỏa thân con tầm sâu ơn phật hằng còn nay chính niệm lòng son một nghề nguyện làm nên đạo bồ đề chuyên lòng niệm phật cầu về tây phương phật xưa lời thệ tỏ tường 48 nguyện dẫn đường chúng sanh thệ rằng ai phát lòng thành nước ta báu phật để dành các người tín nam tín nữ mỗi người chỉ thành tưởng phật niệm mười tướng ra ta không rước ở nước ta thể không thành phật chắc là không sai bởi vì tin tưởng như lai có duyên tưởng phật sống dài vô cùng lời thề biển rộng mênh mông nhờ đường đức phật thoát vòng trần lao tội mòn như đá bài sao bước ảnh thêm lớn càng cao càng vầy cầu cho con thác biết ngày biết giờ biết các biết giày đánh linh cầu có bệnh khổ khỏi mình lòng không chịu mến chuyện tình thế gian cầu cho thần thức nhẹ nhàng in như tiền định họ vàng thửa xưa đại vàng tay phật bưng thờ các ông bồ tát bây giờ đứng trong
giữa con thiệt đã nên đông, nợ trong giây phút đành đồng về tay, xem trong cõi phận tốt tay, và xem đua nở ánh ngày sạch trần, hồi này thấy phận sơn văn, đặt nghe bát niệm tinh thần sáng sân, quyết tu độ chúng phạm dân, đủ lời thệ nguyện Phật ân rộng dài, Phật thệ chắc việc không sai, cầu về tịnh độ ai ai tin lòng, nguyện về tịnh độ một nhà, và sanh chín phẩm là cha mẹ mình, và nở rồi biết tánh linh, các ông Bồ Tát bạn lành với ta, hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, và chúng sinh đều trọng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, chân lần bất tử thể thánh tròn đầy, sao nỡ tự tạo đẩy trong chín tầng địa ngục, phải chăng vì nhiều đời tham dục không hiểu được ổn ý Như Lai, luân chuyển trong bốn loài tăng trưởng tham sân tam độc, hôm nay đối chức mười phương chư Phật cùng chúng hội đạo tràng, tất cả đều sẵn sàng cầu nguyện cho hôm nay ngày đón rằm tháng riêng năm Giáp Thìn, Phật tử Thanh Tùng Minh Đức Thanh, Phật tử Thủy Dương Diệu Đức Toát cùng các quý Phật tử gần xa phước huệ trang nghiêm, cầu cho nhân dân an lạc, gia gia hưng thịnh, Phật tổ Kỳ Huyền Bách Gia trong họ, họ Nguyễn Khắc, họ Nguyễn Văn, họ Nguyễn Như, họ Nguyễn, họ Bùi, họ Phạm, họ Trương, họ Vũ, họ Hoàng, họ Chu, họ Trần, họ Cấn, họ Lạc, họ Doãn, họ Bàn, họ Đình, họ Lê, họ Hà, họ Cao, họ Kiều Cẩm, họ Đăng, họ Đỗ, họ Trừ, họ Phùng, họ Phất, họ Thi, họ Triệu, họ Võ, họ Lưu, Bách Gia trong họ, Tiên Châu, họ Chủ, Thập Nhị Lại, Hương Linh, anh hùng chiến sĩ vì nước hy sinh, đồng bào tử nạn, thám nữ thương vong, Lai Đáo Phật Tiền, chư thiên 33 vua cõi trời, giả làm chân tể chúng xứ nơi đây, thiên địa tùy thần ngạ quỷ, các vị hãy lắng nghe tôi đây, chư thiên 33 vua cõi trời, quan gia trái chủ mong nhờ địa tạng Bồ Tát năng nhân, Phật A Di Đà tiếp độ, rơi biển chân cổ vào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng, đời đời sung sướng nhờ có diệu pháp liên hoa, kiếp kiếp nhân nhục nhu hòa riêng tu Bồ Tát đạo, bốn ân tổng báo ba cõi đều nhờ, khắp cả mọi nơi đồng thanh